cùng lên hạng với Trọng 88 Ofica nhá. Vâng, đồng 3-3 sao. Trận đấu ngày hôm nay thì là trận lên hạng, cũng là trận cũng là video thứ hai của mình. Thì mình lại tiếp tục thôi. Rất vui khi được chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình nhá. Sẵn sàng thôi. Mình cũng xin nói lại đấy là kênh của mình thì chuyên về game Liên Quân Mobile giải trí nhá. Đây là game dành riêng cho điện thoại di động. Được rất là nhiều các bạn yêu thích. Ok, vậy là đã có 9 bạn sẵn sàng rồi. 10 bạn sẵn sàng. 10 bạn sẵn sàng thì trận đấu hôm nay mình sẽ chơi vị tướng đấy là con heo anh em ạ. Ok, có cho đẹp luôn. Có đầy đủ các lan này chơi vị thích anh em. Rồi con heo đi. Con heo đi anh em. Con heo là Violet nha. Làm có Violet đi anh em. Ok, làm có Violet đi. Vì trùng vàng luôn anh em. Anh cứ đá, anh đá ngả ra anh không biết không? Ok, bây giờ đội hình của ta mình có Violet, Sugar, Hoa Lốc, Roker và Vera. Còn đội hình của ta bạn à? Đội hình của ta bạn thì có Triệu Vân, Vera, Violet, Mina và Ryuma. Kể Vera còn Ryuma này anh em. Ô cái thằng Roker này. Mày láo à? Bạn mì nào chúng tôi này, mì nào chúng tôi này, mì nào. Ủa rồi. Thế nhờ mì nào chạy nhanh quá anh em ạ. Mì nào chạy nhanh quá. Ôi, đừng có lấy chạy con. Đấy rồi, à, em ra em ăn xong đi rồi em vô đây em bảo nhá. Mẹ, mẹ, lau mũi cho cháu cái mẹ. Rồi, ok anh em nhá. Rồi, ba tôi muốn làm gì cho. Tí nó con ăn xong rồi vô đây nhá. Đây anh em, tiếp tục nào, xuyến rồi anh em. Quá nhẹ nhàng. Lộ phát nào, trời ơi, Violet vẫn chưa được mạng nào. Vẫn chưa được mạng nào. Vẫn chưa được mạng nào. Vẫn chưa được mạng nào anh em ạ. Vẫn chưa được mạng nào, vẫn chưa được mạng nào à. Ô, thích, bật điện cho mày. Đây, ok anh em nhá. Rồi, mình vừa bị mất điện tí anh em ạ. Đây, anh em ok luôn này. Chính công đầu nhá. Rồi, quá nhẹ luôn. Ôi bắn phân này. Quá đẹp. Ulti ghê chưa? Ulti ghê chưa? Ôi giời, máy mình lướt kìa. Máy mình cũng phải là lướt đến mùa năm nay mà máy mùa sang năm mới nhảy anh em ạ. Đấy. Máy lướt quá chậm này. Mọi người ủng hộ cho mình thì có tiền mua máy mới nào. Chơi cho nó đẳng sập cấp anh em. Đấy, ôi máy mình kìa. Một cái tivi không biết này. Một quá chậm anh em ạ. Một kiểu này quá chậm rồi. Đây là máy của mình đang chơi nha, đấy bạn thấy không? Máy mình đang chơi là máy này. Bà quay hai chị em. Ôi ôi anh em ạ. Máy vút cái gì đây? Máy vút cái kiểu gì đây? Vút không nhanh được. Cứ chỉnh hợp với con. Quý ơi, quý ơi. Rồi bút chậm thôi, máy này phải bút chậm anh em. Máy này bút chậm chậm tí thì ăn thua chứ không thì lại không ăn thua anh em. Nào, ok luôn.
xong rồi. Đây anh em. Úi giời ơi, may cái thằng Mina nó chấn nhá. May cái thằng Mina nó chấn cho Violet tem mạnh, nhưng không được Violet tem mạnh, khủng hoảng rồi. Khủng hoảng rồi anh em ạ. Lộn nhau nào. Tuyệt luôn anh em. Gặp Violet tem bạn là sống quá dài đấy. Violet tem bạn là sống quá dài rồi. Đỉnh thế nhỉ. Rồi gặp ngay cái thằng Vera anh em ạ. Nó cho chị thoáng lộn không lộn kịp. Máy này vút nó cũng nhanh quá nên này, lộn không lộn kịp anh em. Vâng sao nó đang cần kèo đấy, cần kèo đấy anh em. Về ra tay mặn xanh với cái hai hồ nào được đấy. Ủa mày cái gì đây mày thế ok anh em, chín tiếp nào. Dòng về ra này tao ghim mày đấy. Về ra tao ghi mày đấy. Cái thằng Violet này, này mày chạy à? Đấy mày chạy à con? Chạy à con? Rồi chờ bác. Rồi chờ tí. Chờ bác thiện một xíu. Ok anh em. Hai một một anh em ạ. Đây Mina, trời ơi. Cái thằng Violet này, Vera nãy mày ăn mạng anh à? Mày ăn mạng anh à ngon. Tạo món anh em ạ, 4-1-1 nha. Mình nó hơi chậm về lướt nên phải từ từ anh ạ. Đấy. Bây giờ là với sổ với thằng Triệu Vân. Mày mù anh nhá. Mày mù anh nhá. Cái thằng này khó chịu thế nhỉ? Cho mày quật cái này. Violet, mày chạy được không? Mày chạy đi anh à? Thằng Mina này. Ủa, nó vẫn chạy được anh em, nó vẫn chạy được đấy. Thằng Mina nó vẫn chạy được anh em. Ủa, máy à? Máy vút cơ. Vút kiểu gì, nó vút kiểu này không biết. Máy vút quá chậm anh em. Để cái mốt anh. Gọi là mình làm cho mốt anh. Về ra này. Mina này vào đây. Trời ơi. Đây anh em. Thằng Mina này. Violet thì chết rồi anh em. Violet thì hỏng luôn rồi. Thế mà quán được mà anh em. Sao quán được? Còn lại ca cá này. Nhưng mà bà cần đánh quần.
Mina chạy à. Mày chỉ được cái chạy nhanh thôi. Mày chỉ được cái chạy nhanh thôi. Quét sạch đẹp bạn nhá. Láo nhau với mình à? Quá giờ láo nhau với mình đấy. Ok luôn anh em. Cứ bùa thôi, bây giờ lại cái ghế đi về phát. Không để anh em nha, không để sớm. Không để vội. Không có gì mà phải để vội cả. Vội là win sớm luôn anh em. Rồi, các em bạn có chống đó được với Châu Ngơ em mình không? Mình cho thêm gấu đi. Áp đảo thêm bạn luôn. Áp đảo thêm bạn luôn anh em ạ. Ô sực kê luôn anh em. Bây giờ mình rất là xanh, rất là mạnh đấy. Xanh và mạnh chưa? Để mọi ALL ở đường tốt rồi. Các em bạn không về nhà. Các bạn vẫn quyết định không về nhà ở nhà anh em. Không về chỉ có một mất nhà thôi. Không về chỉ có mất nhà thôi. Đây. Ve vào ra. Ôi lộn vào tóc biến. Ý sởi ơi. Tem bạn láo à? Láo quá. Bọn anh máy rồi anh em. Bọn mình cần 5 người tem bạn luôn. Chứ vừa cứu chầm cần 3, cần 5. Ô, win mất rồi anh em ơi. Mà lúc này mình dẫn đội quân hùng hậu. Một gian quân lính anh em ạ. Súng bắn lên nhà chính, phá nát nhà chính tem bạn luôn. Sự thần em ấy BSS chứ bật kiểu nha. Được có nói chưa? Ok, em ấy đi luôn. Đây là trận đấu ngày hôm nay là kết thúc anh em. Thăng cấp luôn nha. Cấp 11. Đây là nhận được vị tướng Triệu Vân anh em ạ. Và tiếp theo nữa là sẽ nhận được vị tướng A Lan. Đây là vị tướng Đường Tốt. Ok, video mình đến đây tạm dừng. Hẹn các bạn ở video tiếp theo ngày mai của mình nhé. Bye bye các bạn.